Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình về được thêm hai cây máy này rất là đặc biệt. Không không phải là về thêm. Thật sự là nó lấp lánh trong một đám máy hôm ngày 23 hay là 24 hay 23 mình có đăng lên á, thì nó chỉ trong chớp nhoáng đi ngang qua, không ai để ý đến nó hết. Nhưng mà hôm nay nó đã lột xác hoàn toàn luôn. Tức là mình sẽ quay chi tiết về hôm nay mình bán là chỉ nói về cái máy này thôi nhá. Đó, cái máy này thì đây, bộ nhớ thì 32GB. Tên máy là SM-Z737S nhá, máy Hàn Quốc. RAM thì con này chỉ 2GB. Chụp hình thì camera này 13 chấm, camera trước là 5 chấm, nó cũng trung bình thôi, nhưng mà nó đánh đổi được cái cục pin nó rất là tốt các bạn ạ. Cục pin cực kỳ cho bò luôn, màn hình 5,5 inch nhá. Vân tay, vân vẹo đầy đủ, nhận diện khuôn mặt luôn nhá. Đặc biệt con này đời 2018 có cả nhận diện khuôn mặt nhá. Này, nhận diện khuôn mặt này. Đấy, máy này rất là hay luôn. Mình còn chưa biết là đăng ký nhận diện khuôn mặt nó kiểu gì đây. Tiếp tục mẫu hình thử đăng ký một cái là sao. Bỏ qua. Để mình đăng ký thử nhé. Rồi, ok. Hoàn tất. Hoàn tất. Đấy, các bạn thấy nhanh không? Đấy, cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy là mình mới chỉ test thử qua chức năng đấy thôi. Rất là hay. Mà mình khẳng định một cái là con máy này pin rất là tốt nhá. Mình bảo hành máy, bảo hành cả pin luôn. Các bạn nếu như mà các bạn biết cái máy Samsung Galaxy Z4 thì con máy này nó giống giống của đấy, nhưng mà nó đẹp hơn nhiều lắm nhá. Kể cả về mẫu mã nó đẹp hơn máy nguyên khối chứ không phải là máy tháo lớp lưng được nhá. Đó, mình chỉ làm hôm nay thì mình chi tiết chỉ có một làm một cái máy này thôi. Rồi mình sẽ không làm video gộp lại như ngày trước nữa nhá. Mình sẽ chỉ làm có nhiều máy thật. Nhưng mà mình chỉ làm là cây nào ra cây nấy, chứ không làm lộn xộn. Nhiều bạn thì cũng có góp ý là phải nói chi tiết cấu hình rồi tình trạng. Cái đấy, tình trạng thì các bạn theo các bạn đánh giá thì cái này 90% các bạn. Mình đánh giá con này 98,99 đấy. Thì nó đẹp thì mình không nhìn thấy một vết gì mà để nói mà nó từ từ xấu nữa. Nhưng mà vậy đây là mình chỉ để vệ sinh sơ qua, đây mình chỉ lau sơ qua là vậy đấy. Cái này mà đánh cà la này nó như mới luôn, nó bóng lắm, thấy chưa? Con máy này ấy, giá thì nói thật sự là nó dưới 3 triệu đấy. Đẹp lắm. G7 Pro nó nhìn đẹp, nếu mà đẹp thì không qua được con này đâu, pin cũng không ăn được con này đâu. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Các bạn mua thì vui lòng gọi điện cho mình nhé. Số điện thoại mình có để dưới phần mô tả ấy. Rồi, xin chào các bạn nhé.